Tôi đã có được 100.000 follow trên kênh TikTok nhờ vào một chuyên gia hàng đầu Việt Nam nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Hưng Huỳnh đây. Kênh TikTok của tôi là Chủ Hưng Râu nha. Trong thời gian qua tôi đã giúp cho rất rất là nhiều người có được kênh TikTok 100.000 follow trong vòng một tháng thôi. Và hôm nay Hưng sẽ chia sẻ lại cái bí mật đó của một chuyên gia hàng đầu Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn có thể cũng xây một kênh TikTok từ 0 cho tới 100.000 follow nha các bạn. Và các bạn chỉ cần nhớ ba từ khóa quan trọng này thôi. Từ thứ nhất là đúng, từ thứ hai là đủ và từ ba là đều nha các bạn. Đúng đủ đều là cái các bạn cần phải nhớ. Đầu tiên là chúng ta cần phải làm đúng cái chính sách cái đã. Chúng ta không thể nào đi ra ngoài đường mà chúng ta không đội mũ bảo hiểm đúng không ạ? Không bảo hiểm là công an bắt chúng ta ngay thôi. Chúng ta biết luật chơi, chúng ta biết chính sách rồi chơi nó còn chưa ăn thua nữa. Còn nếu mà không biết thì chắc chắn là thất bại thôi. Đúng không ạ? Chúng ta biết luật đá banh rồi nhưng mà đá còn chưa ăn nữa. Nếu mà chúng ta chưa biết luật chơi thì chắc chắn là thua đúng không các bạn? Cho nên chúng ta cần phải biết chính sách nha. Điều thứ hai là Hưng muốn chia sẻ với các bạn là cần phải làm đủ các bước mà Hưng chia sẻ cho các bạn hôm nay, đó là một bí mật. Và điều thứ ba là cần phải làm đều. Đều có nghĩa là ngày nào cũng phải có video. Các bạn vào sân chơi của họ, các bạn vào sân chơi YouTube, sân chơi TikTok thì các bạn cần phải có video, các bạn cần phải sáng tạo nội dung thì họ mới ưu tiên các bạn hơn chứ. Những người mà vô chơi xong lâu lâu mới đăng video thì có được đề xuất không ạ? Có được chào đón không ạ? Không nha. Cho nên đều là một cái từ cũng rất rất là quan trọng nha các bạn. Vậy thì ngay bây giờ đây, không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào phân tích các chính sách để các bạn chơi, các bạn không cần phải hồi hộp nha. Chính sách đầu tiên là Hưng nói về nội dung của các bạn cần phải xuyên suốt nha các bạn. Nội dung cần phải xuyên suốt và nhớ là đừng có bỏ dính logo thương hiệu lên. Ví dụ như bạn cầm một lon Coca thì bạn nên cầm như thế nào ạ? Bạn nên cầm như thế nào mà che được lon Coca là được. Đấy, thay vì bây giờ mình cầm mình xìa ra như này thì mình cầm mình che lại như này. Mình che bớt cái logo đi hoặc là mình che lại một xíu, dùng ngón tay che lại thì đó là một cái mẹo để che được cái logo của các bạn nha. Lỡ mà sản phẩm của các bạn là một chai sữa rửa mặt hay là một cái hình ảnh gì đấy hay là một cái chai nước gì đấy, tùy các bạn thôi, nhưng mà nhớ che logo lại. Và nội dung phải xuyên suốt, là các bạn làm bất động sản thì nói về thêm về bất động sản và những vấn đề người bất động sản quan tâm. Nếu các bạn về nói quần áo thì nói về thời trang, chứ không phải là chúng ta làm lung tung lên thì TikTok nó sẽ không hiểu được rằng là bạn đang truyền đạt cái nội dung gì, cho nên nó sẽ đánh giá cái kênh của bạn rất là thấp. Cho nên đầu tiên là chúng ta cần phải xuyên suốt về nội dung. Thứ hai là các bạn không được đưa số điện thoại nha các bạn. Không được đưa số điện thoại bất kỳ ở đâu cả, kể cả trong tiêu đề, kể cả trong video, kể cả trong tin nhắn. Các bạn lấy ví dụ các bạn nhắn tin số điện thoại thử ở trong cái phần tin nhắn của các bạn thử xem, nó sẽ bị ẩn ngay. Các bạn nhắn xong, các bạn lấy một cái tài khoản khác các bạn xem lại thử coi, nó bị ẩn ngay số điện thoại nha các bạn. Số điện thoại chỉ được gửi qua phần tin nhắn. Ví dụ như một bạn nào đấy liên hệ với bạn, bạn ơi mình muốn gặp bạn, thì ok mình vô cái phần tin nhắn. Mình phải follow họ đi, xong mình nhắn tin với họ nha các bạn. Follow họ rồi nhắn tin với họ. Cho nên bạn nhớ là số điện thoại chỉ được nhắn tin thôi, còn tất cả mọi vị trí khác không được để, kể cả trên video các bạn nha. Nhớ trên video mà các bạn để lên là cái video đấy ít người xem lắm nha. Các bạn để ý cái chỗ này giùm hơn. Đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba là không được kêu gọi qua các nền tảng khác. Mình đừng có kêu gọi là qua Facebook, qua fanpage, hoặc là mình đừng có ghi ở trên nội dung video của mình là hãy vào đường link này nhé, đưa đường link lên là cũng không được luôn nha các bạn. Rồi, cái đấy là các bạn nhớ nha. Rồi, về cái phần comment nè, nếu người ta hỏi mình á, thì mình cũng đừng có comment số điện thoại, đừng comment fanpage và đừng kêu gọi qua các nền tảng khác. Ví dụ như các bạn chỉ cần comment địa chỉ thôi là cũng không được rồi. Ví dụ như các bạn comment địa chỉ là, ví dụ như quán phở khô của Hưng ở 17 Hai Bà Trưng, thì mình ghi là 17 Hai Bà Trưng là coi như tiêu. Ngày trước Hưng không biết đó các bạn, ai hỏi Hưng cũng copy dán cái video nó không lên nữa luôn. Thì đó là các bạn nhớ để ý nha. Cái từ liên hệ cũng không được, để cho nói gì cái địa chỉ. Cái từ kích thước cũng được, rất là nhiều học viên của Hưng họ chia sẻ lại, em ghi cái chữ kích thước thôi mà cũng không được đó anh Hưng. Thì đó là một số cái các bạn cần phải lưu ý nha, không có địa chỉ luôn. Thứ ba nè, không tải lên video của mình nè địa chỉ nè, email nè, sao kê ngân hàng này, sổ hộ khẩu này, an sinh xã hội, chứng minh nhân dân, nói chung là những cái dữ liệu thông tin cá nhân của mình hoặc là của người khác thì đừng bao giờ đưa vào cái video của mình, là nó chấm điểm thấp ngay, là nó không có viral cái video đó được đâu nha các bạn. Nhớ nha, các bạn nhớ cái điều Hưng vừa nói, những cái điều này nó rất là quan trọng để cho các bạn bắt đầu xây những cái video đầu tiên trên kênh TikTok cho nó chỉnh chu đấy. Chứ còn các bạn làm sai là mất công làm lại mệt lắm, mất thời gian, cho nên nghe cái video này và làm theo là được nha các bạn. Rồi, tiếp theo nè, các bạn đừng bao giờ đăng những cái thông tin mà khẩn cấp giống như là gây hỏa hoạn nè, cháy nổ nè, hoặc là đau bệnh gì đấy. Thì các bạn đừng có đưa những video khẩn cấp như vậy, nó cũng không được đề xuất đâu nha. Đặc biệt là các thông tin y khoa gây hiểu nhầm.
như là nói về Covid, nói về bệnh tật. Tại vì chúng ta không phải là bác sĩ, cái đấy dành cho những người bác sĩ thôi. Còn chúng ta lên kênh TikTok mà chúng ta chia sẻ những cái điều như vậy, tại vì không phải chuyên môn của chúng ta thì ảnh hưởng tới người khác, và những nội dung như vậy thì nó không được đề xuất nhá. Cho nên là bệnh tật và những thông tin y khoa gây hiểu nhầm thì đừng chia sẻ. Tiếp theo này, nội dung các bạn không được chia sẻ những nội dung mà có trẻ em bị bỏ rơi hoặc là quấy rối vị thành niên. Những cái đấy là chúng ta không chia sẻ nha các bạn. Tất nhiên là các bạn cũng không chia sẻ đâu, đúng không? Rồi tiếp theo nha các bạn, không chia sẻ, có nghĩa là không copy về đăng lại, không copy video của người khác về đăng lại, hoặc là cái này quan trọng này, hoặc là các bạn đăng lên rồi xong các bạn lấy cái video mà nó lưu vô máy, các bạn đăng lại một lần nữa thì nó dính cái logo TikTok cũng không được nha. Có nhiều người hay làm như này nè các bạn, tại vì quay trực tiếp ở trên TikTok cho nên nó đẹp, camera nó đẹp, cho nên các bạn quay xong các bạn tải về xong các bạn chỉnh sửa, các bạn đăng lên lại một lần nữa thì nó dính cái logo nha, dính cái logo TikTok giống như cái hình này là không được nha các bạn. Như vậy là nó sẽ không được đề xuất đâu. Và tiếp theo nè các bạn, tiếp theo là không được đăng tội phạm bạo lực gia đình, những hình ảnh tự tử này kia thì chắc chắn là không đăng, đúng không? Ai mà đăng mấy cái đấy làm cái gì. Rồi tiếp theo là không đăng tôn giáo này, phân biệt chủng tộc này, bạo lực ghê rợn, máu me đánh nhau, không quay những cái cảnh mà tát nhau chửi nhau nha các bạn. Đấy, quấy rối bắt nạt là cũng không nên đăng luôn. Đặc biệt là nếu mà các bạn quay với con của bạn đấy thì đừng có quay con một mình, mà nhớ là quay con là phải có trẻ em. Các bạn xem cái này này, cái anh này ảnh quay con ảnh đúng không, con ảnh đang diễn đấy, nhưng mà phía sau có ảnh ngồi, ảnh không làm gì cũng được, hoặc là ảnh làm gì cũng được, ảnh bấm điện thoại thôi cũng được, nhưng mà là quay trẻ em là phải có người lớn ở phía sau thì nó không có vi phạm nha. Đó, các bạn cần phải nhớ cái điều này. Và điều đặc biệt quan trọng, đừng có quay hình thỏa thân nha. Thỏa thân thì chắc không quay rồi, nhưng mà quay mấy hình bikini á, nếu mà các bạn đang mặc bikini thì các bạn phải quay ở hồ bơi. Bikini thì phải quay ở hồ bơi nha, phải quay ở hồ bơi. Hoặc là nếu mà các bạn mặc đồ yoga thì các bạn quay ở phòng yoga, chứ tự nhiên mặc đồ bikini đi ngoài đường làm gì, đúng không? Là rất là vô duyên nhá. Cho nên giờ chúng ta cần phải biết những cái chính sách này nữa đó các bạn. Rồi, cũng không được phán xét người khác luôn. Đừng có lấy một người nào đó ra ngồi phán xét một cái người nổi tiếng nào đó, hoặc là một cái người nào đó mà chúng ta ngồi chúng ta nói quá thì TikTok nó cũng sẽ khóa kênh của các bạn luôn đấy. Và đặc biệt các bạn nhớ nè, đừng bao giờ để mã QR ở trên kênh TikTok của bạn nha, đừng để mã QR. Thứ hai, tiếp theo là từ nãy giờ thứ mấy rồi thì không biết, nhưng mà tiếp theo này các bạn là đừng lấy clip ở trên TV, trên YouTube hoặc là trên Google, đừng có lấy ở các nền tảng khác, quay ở trên đó xong đưa lên TikTok là vi phạm nha các bạn. Kể cả nhạc cũng vậy, các bạn nhớ chú ý dùng mấy cái chính sách này về hình ảnh và nhạc thì không được lấy ở nơi khác đưa lên TikTok, sẽ vi phạm. Đấy, tốt nhất là cái sử dụng nhạc của TikTok là được nha các bạn. Đó là cái điều chúng ta cần phải làm đúng, đúng các chính sách thì chúng ta chơi nó mới ngon lành được. Đó là điều thứ nhất nha các bạn, nhớ nha. Điều thứ nhất là gì ạ? Đọc lại đi. Đúng các chính sách, đọc lại cho nó nhớ chứ không có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta qua điều thứ hai. Điều thứ hai mới là đặc biệt này nha các bạn. Điều thứ hai mà mình làm được là coi như kênh của mình là gần như là thành công rồi đấy. Thứ hai là các bạn cần phải làm đúng rồi, bây giờ làm đủ nè. Đủ các bước hơn chia sẻ là được nè. Đủ là sao? Thứ nhất là 3 giây đầu này. Bước đầu tiên là 3 giây đầu là các bạn phải thu hút người xem. 3 giây đầu là phải thu hút được người xem. Tại vì sao? Tại vì khi mà khán giả xem qua 3 giây đầu thì video của bạn tính một lượt xem. TikTok nó tính một lượt xem, các bạn nhớ cái này nha. 3 giây đầu là tính một lượt xem nha. Cho nên video của bạn phải tò mò. Phải tò mò thì người ta mới xem chứ. Chứ mới vô bắt đầu video, xin chào tất cả các bạn, mình là Hưng Huỳnh đây, thì có ai xem không ạ? Không, không nha. Hoặc là xin chào tất cả các bạn, mình là bé Nị đây, bé Ba, bé Tư gì đấy, xin chào để làm gì, người ta không quan tâm. Nhưng mà các bạn nói như này nè, ví dụ như này nè. Hầu hết mọi người làm video TikTok mà không biết điều này cho nên bị bóp tương tác. Đấy, Hưng đọc như vậy thôi thì các bạn có tò mò các bạn xem không? Thì các bạn xem cái là nó qua 3 giây đầu chưa? Tò mò không? Tò mò thì gật đầu để tôi nói tiếp nè. Rồi ok, tò mò nha. Rồi tiếp theo nè. Hoặc là cách đi tán gái 100% là thành công. Thế là mày mấy cái ông nội đang coi nè, mấy ông nội đang coi mà mấy ông chưa có bạn gái, mấy ông có coi không? Mấy ông có tò mò không? Ôi cách gì mà tán gái được 100% mà tao ế 3 năm rồi, ế 10 năm rồi. Hay quá, nhờ thằng này tao kiếm được người yêu. Đấy, thì các bạn đọc cái tiêu đề như vậy người ta có tò mò không ạ? Có tò mò nha. Cộng với lại bối cảnh của bạn lúc đầu nữa. Bối cảnh lúc đầu thì ví dụ như là mình nói như vậy xong có một hình ảnh một bạn nữ nào đó xinh xinh hoặc là một cái cảnh gì đó tò mò thì nó qua 3 giây đầu rất là dễ nha các bạn. Qua 3 giây đầu rất là dễ. Đấy, thì nó phải tò mò, các bạn nhớ chỗ này giùm Hưng với. Để qua 3 giây đầu thì cái câu nói đầu tiên của các bạn hoặc là cái hình ảnh nó phải tò mò, ghi xuống vở cũng được hoặc là nốt lại trong điện thoại đi, nốt lại trong điện thoại đi. Còn đang xài điện thoại thì ghi ra giấy. 3 giây đầu là phải tò mò hoặc là một cái hình ảnh nội dung gì đó làm cho họ phải coi tiếp. Ok nha. Rồi. Cái điều tiếp theo Hưng nói với các bạn này, nội dung là phải tích cực nha, nội dung là phải tích cực. Họ phải học được một cái điều gì đó từ video của bạn. Ví dụ như này,
Ví dụ như là sao ạ? Ví dụ như là họ biết được cách tán gái này, họ biết được cách nói chuyện, lần đầu tiên đi gặp bạn gái nói chuyện như thế nào thì mình chỉ cho họ thôi thì họ phải nghe chứ. Mình chỉ cho họ cách tán gái mà thì phải chỉ luôn cái cách đầu tiên chứ. Chứ tán gái thì phải đầu tiên phải nói chuyện với gái trước đã đúng không ạ? Thì họ không biết nói gì mình chỉ cho họ thì họ có xem không? Thì họ phải xem nha. Đó, hoặc là họ biết cách nấu ăn một cái món gì đó này, hoặc là một cái nội dung có ý nghĩa nào đó, có lợi ích nào đó cho họ. Các bạn nhớ chỗ này nha, ba giai đoạn quan trọng. Và trong phần nội dung mình phải chia sẻ một cái gì nó có lợi ích, hoặc là họ phải làm được một cái điều gì đó luôn cơ. Ví dụ như là mình chỉ cho họ ba giai đoạn là ví dụ như mình về nói về mụn đi nhá. Hầu hết mấy bà chăm sóc da mà không biết điều này cho nên là bị nám. Rồi bây giờ vô trong video thì mình chỉ cho họ chị nám thôi. À, chị nám như thế này, như thế này, như thế này thì có ích không ạ? À, có ích cho nên họ sẽ xem hết nha. Thì đó là điều thứ hai. Cần phải làm đủ các bước như vậy nha các bạn. Cần phải có ba giai đoạn quan trọng, cần có nội dung tích cực. Thì đó, đó là điều thứ hai các bạn nhớ nha. Nhớ rồi nha, đi tiếp này. Điều thứ ba này, điều thứ ba cũng quan trọng không kém. Ba điều này nó giúp cho cái video của bạn sẽ lên rất là nhanh và được 100.000 follow nhanh thôi. Điều thứ ba nghĩa là đều, đúng, đủ, đều đúng không? Điều thứ ba là đều. Đều nghĩa là bạn phải làm liên tục. Chứ lâu lâu mới làm thì thật sự là nó không có kết quả đâu các bạn. Nó không có kết quả đâu. Mình vô TikTok mình chơi, mình phải tạo nội dung, mình sáng tạo nội dung cho nó đúng không ạ? Thì nó mới đề xuất mình chứ. Đúng không? Chứ bây giờ tháng làm cái video, lâu lâu tôi thấy ông xuất hiện. Bây giờ hai đứa mình là bạn thôi, tôi với bạn này, bạn đang coi tôi với bạn là bạn này nha. Ngày nào mình cũng gặp nhau mình quý không? Quý chứ. Chứ tự nhiên lâu lâu, alo mày rảnh không? Là tao biết rồi. Alo mày khỏe không? Lâu lâu mới gặp hỏi khỏe không làm gì? Bộ lâu nay tao bệnh hả? Đúng không? Mượn tiền, ví dụ như vậy đúng không các bạn? Thì lâu lâu mới gặp như vậy, nó chả có cái tình cảm, nó chả có sự kết nối nào cả, tự nhiên hỏi thăm vậy. Còn chúng ta kết nối thường xuyên thì tất nhiên chúng ta phải quý cái người đó hơn, và TikTok cũng vậy thôi. Thì các bạn cần phải hàng ngày làm video, hàng ngày làm video. Ngày xưa cũng vậy, kênh của Hưng làm kênh đầu tiên lên rất rất là nhanh, nhưng mà một thời gian Hưng không làm, Hưng đăng lại video, thế là nó không lên nữa các bạn, nó lên chậm hơn, thế là mình nản, mình bỏ cuộc thôi. Cho nên cần một ngày một video là đủ nha các bạn. Lúc mới chơi một ngày một video thôi, tại vì nó có nhiều rào cản là mình không nói được. Mình chưa có biết chính sách, mình chưa có biết cách nói nội dung như thế nào, mình chưa có ý tưởng như thế nào, rất rất là nhiều cái đấy. Trong kênh của Hưng nó có hết, các bạn yên tâm. Trong kênh của Hưng nó sẽ có cách làm sao để có ý tưởng, cách làm sao để không bị bí ý tưởng, cách làm sao để tìm ý tưởng. À, rất là nhiều thứ như vậy để chúng ta vượt qua cái điều đấy. Nhưng mà những ngày đầu chúng ta làm một ngày một video được rồi. Còn nếu khi mà chúng ta giỏi hơn thì chúng ta làm hai video một ngày. Nhưng mà quan trọng là đăng vào khung giờ nào đúng không? Thì nếu mà các bạn làm hai video thì đăng vào hai khung giờ này này. Thứ nhất là từ 10 giờ cho tới 11 giờ trưa là các bạn đăng lên. Thứ hai là từ 18 giờ cho tới 20 giờ tối thì các bạn đăng lên. Tại sao? Tại vì hai cái khoảng giờ này là cái khoảng giờ mà người ta sử dụng điện thoại nhiều. Ăn trưa xong người ta cũng bấm, có phải bạn cũng bấm không? Đúng không? Nếu mà các bạn đang coi vừa trưa đó thì bây giờ các bạn rảnh các bạn coi TikTok nè, các bạn coi video nè. Rồi 18 giờ ăn cơm xong thì cũng bấm đúng không? Ai mà ế thì bấm nhiều hơn nữa. Mấy đứa mà nó có người yêu thì nó bấm từ 6 giờ 8 giờ nó chơi với người yêu. Còn mấy đứa mà ế đang ngồi coi này nè thì bấm từ 8 giờ tới 10 giờ đêm luôn, cho nên cái giờ đó bạn đăng lên là rất là nhiều người xem. Hưng lấy ví dụ như vậy thôi nha. Còn nếu mà các bạn làm giỏi được thì các bạn đăng bao nhiêu ạ? Đăng 3 video, 4 video, 5 video tùy các bạn thôi nhá. Bao nhiêu video cũng được, nhưng mà các bạn nhớ hai cái khung giờ vàng đó các bạn đăng lên là sẽ có nhiều người xem nha. Rồi, lưu ý cho một số bạn mới chơi nè, lưu ý cho một số bạn mới chơi TikTok nè, và các bạn chơi lâu rồi mà bị thiếu ý tưởng nè, thì chúng ta cứ làm như này nè. Chúng ta tìm một cái người trong lĩnh vực ngành nghề của chúng ta mà họ đang thành công. Ví dụ như Hưng làm bất động sản thì ai mà trong cái ngành nghề của Hưng nổi tiếng về bất động sản thì Hưng sẽ follow theo cái ông đấy, Hưng làm y như ông đấy. Ai đang trong cái ngành nghề làm video giỏi thì Hưng sẽ follow cái người làm video. Ai trong cái người bán hàng giỏi, Hưng sẽ làm bán hàng. Ai trong cái ngành thời trang, ai trong cái ngành về tư vấn viên bảo hiểm, ai trong ngành câu cá, ô tô, thì chúng ta sẽ lựa ra được một người nào đó thành công trong cái ngành nghề của chúng ta. Sau đó chúng ta bắt chước họ và làm theo những video đầu tiên như vậy. Và nếu chúng ta bí ý tưởng thì chúng ta qua bên đó chúng ta lấy ý tưởng. Họ đã bỏ công sức ra, đội ngũ của họ đi tìm kiếm để được cái điều đó rồi, thì chúng ta chỉ cần làm theo họ thôi là thành công rồi. Cho nên các bạn nhớ, những ngày đầu tiên các bạn chỉ cần làm cái gì ạ? Chỉ cần làm cho Hưng là đi qua coi cái video nào của nó nhiều lượt xem nhất, các bạn bắt chước làm theo. Các bạn biết rằng là học viên của Hưng đấy, video chỉ cần bắt chước thôi. Các bạn có thể coi những cái video mà nó coi vân tay này, coi cái ngón tay này đó, như của bạn Sơn này, như của chị Mẫn này. Đấy các bạn thấy không? Hàng triệu follow, hàng triệu lượt xem, mười mấy triệu lượt xem là chỉ có một cái video coi cái ngón tay đó thôi. Tại vì nó tò mò. Nếu mà các bạn biết được là ba giai đoạn nó tò mò như thế nào thì các bạn có thể coi hai cái kênh này. Đấy, chị Mẫn là mới 3 ngày thôi lên mười mấy triệu view, và tính tổng cộng tất cả các video thì nó lên tới 15 triệu view, là các bạn thấy tuyệt vời không ạ?
Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không? Và nếu mà các bạn muốn làm được video như vậy á, ngoài những cái điều này các bạn coi hết trên kênh TikTok của Hưng đi, thì Hưng còn có những cái lớp học miễn phí nữa. Lớp học miễn phí thông tin thì nó ở trong cái phần mô tả đó, các bạn vô đấy các bạn đăng ký vô cái nhóm Zalo, hoặc là vô đấy các bạn hỏi thoải mái, làm sai làm có đúng gì cũng hỏi nha. Hỏi thì Hưng trả lời cho, để các bạn làm sao mà kênh TikTok của các bạn nó lên ngon là được. Giống như chị Mẫn ở đây thôi, thì học lớp miễn phí thôi nhưng mà Hưng chia sẻ cho chị ấy và làm được như này. Đó thì các bạn cũng có thể theo dõi được nha, theo dõi được. Và các bạn nhớ là follow kênh của Hưng đi. Follow kênh này của Hưng đi, kênh Hưng sẽ update liên tục những cái mới nhất của TikTok để cho các bạn biết. Và coi đi coi lại thì mình mới nhớ được cách làm nha các bạn. Tại vì đôi khi một cái video Hưng nói dài quá, chứ thật sự nó có còn nhiều vấn đề nữa lắm. Nói nhiều quá thì không được nha. Tóm lại là như này, các bạn mới bắt đầu làm hoặc là không có ý tưởng thì đi bắt chước cái người thành công làm, để khỏi mất thời gian. Người ta đã nghiên cứu sẵn rồi, họ sáng tạo. Chừng nào mình làm được đi đã, rồi mình hãy sáng tạo sau. Làm được đã, rồi sáng tạo sau. Làm được có nghĩa là biết cách quay nè, biết cách nói nè, biết bay ra đầu phải nói gì nè, rồi biết phải kêu gọi hành động như thế nào nè, rồi biết cách chính sách như thế nào nè. Rồi làm xong những cái đó đi rồi mình sáng tạo sau. Mình biết cách quay video nữa, quay video cũng là một cái rất là quan trọng nha các bạn. Vậy tóm lại ngày hôm nay, trong video này Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn ba điều quan trọng. Thứ nhất là các bạn cần phải biết đúng chính sách. Thứ hai là cần phải làm đủ các bước Hưng chia sẻ, ba giai đầu và nội dung tích cực. Và thứ ba là cần phải làm đều cho Hưng thì video của các bạn, kênh của các bạn sẽ lên 100.000 follow trong vòng 1 tháng thôi. Đó là bí quyết của Hưng. Hưng đã trải qua cái điều này rồi. Hưng tham gia cuộc thi và Hưng được giải nhất, hai giải nhất ở trong cuộc thi này thì bằng những cái kiến thức ở trong kênh YouTube này thôi. Đó, nó đơn giản như vậy. Và để cập nhật kiến thức TikTok liên tục cho các bạn thì các bạn hãy follow kênh của Hưng. Và bây giờ làm sao để kênh của các bạn lên xu hướng nhanh hơn thì các bạn hãy xem video tiếp theo nhé.